đây đây, cậu tôm nó dương tràn lên nè. Ồ, em đã vào gọ hết. Đó, cả nhà thấy không, chú Năm đang bắt tôm nó vào gọ hết. Không còn gì để mà nói nữa. Nặng lắm chú Năm ơi, coi chừng bể nha. Lông quá nha. Trời ơi, càng tươi. Trời ơi, trời xanh mẹ đẻ. Một năm nay tôi mới đụng được con tôm bé lớn vậy nè. Cả nhà tàu tôm đi kim đi cơ mà. Lấy cây chọc chọc. Có cái tay con nữa nè. Ôi trời. Cái gì vậy? Ôi! Chui vô hang không? Có đụng cái gì vậy chú Năm? Đúng rồi bé ơi. Đâu đâu đâu? Đâu 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 chú Năm? Đâu đâu đâu? Trời ơi! Nhà có cái ớt đẹp lạnh lùng. Tú ngồi chảy nước miếng ở nhà. Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ mời cả nhà đồng bằng mình đi đến nhà của chú Năm. Chú Năm vừa hổm là vợ cha cả nhà. Thì cá đối này kia, còn hôm nay là Tết rồi. Chú mới nói là hôm nay là chú sổ mương tôm cho chị em chúng ta trong kênh đi trải nghiệm bắt tôm sổ đập như thế nào. Tràn vô là do tôi nặng á cả nhà. Tôi mập quá. Không phải mình gọi là người ta nói là người ta mình từ nói là phát tài á, đừng có nói phát tướng nghe, nó phát tướng phát tài thì nó phát tài là tao biết từ đầu phát tướng rồi đó. Thì bây giờ là chú Năm đang chuẩn bị lắc mặt sòng để tát ra. Năm ơi, ở trên đó nó nấy nó dồn gì đây rồi. Rồi. Nghe nấu nãy giờ tôm nhiều lắm cả nhà. Đó, mà có cá lóc nữa. Thì chút xíu nữa đừng hồi mình coi nó nhiều cỡ nào. Tại vì nãy mình chạy qua cái bên kia mình đi theo mấy anh đi mò tôm. Bị đánh bơm nhiều quá mình chạy chặn tại đặn nên thời gian mình phải chạy qua bên đây. Tú với anh Tư mình chạy trước. Bây giờ mình sẽ xuất hiện ở đây là vừa kịp lúc đang chuẩn bị sổ tôm mương ăn Tết. Đó, mình sẽ chúc chú Năm ăn Tết một cái đùng quá tài tôm luôn cả nhà. Thì bây giờ là Tú đang chuẩn bị là háo hức. Tú nói là con tôm nào bên lớn như này cả nhà. Không biết có hay không. Đó. Rồi mình sẽ mời cái nhà đồng hành cùng mình nha. Dạ. Cái nào mới đám về hay vậy? Dạ. Cái nào mới xô với cái ấy nè, bắt luôn hả? Dạ. Con thai này xuống luôn. Trời ơi. Tao nói đâu được. Bắt là lấy xô với. Ở cái nè. Trời ơi. Tông tông bắt. Trời ơi, tông cá. Nè. Dạ. Đứng cái tôm. Trời ơi, cái càng. Tươi. Trời ơi, trời xanh mẹ đẻ. Một năm nay tôi mới đụng được con tôm bé lớn vậy nè. Cả nhà tàu tôm đi kim đi cơ mà. Trời ơi, mừng biết là đây. Con tôm có rổ vớt, bắt không được. Dạ, dạ. Đây. Con dĩa hưởng nữa. Trời ơi, cái con tôm này. Tôi nói bắt mũi tay luôn đó. Con. Ôi, trời ơi. Không, không nổi không à. Trời ơi, tôm cái đó mình đi bớt lớn vậy không à cả nhà. Thì bây giờ tao nói cậu im lặng sao mà chứ. Đây nghe chỗ lỗ chứ. Trời ơi. Trời lúng dữ vậy. Đây nè. Trời ơi, là hai con luôn nè. Ôi quá trời luôn, bắt kìa. Trời ơi, nó bò lên bờ. Mình quần vậy hồi có cá lóc chứ bắt được không tệ. Nè, để con. Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy?
nãy mới dở tới đó, tên kia nó cạn chưa, còn dạ chưa, còn lủng này nè, còn dùng nữa phải không? Dạ. Dạ. Còn lửa. Dạ. Ta nói nó quên nè. Xô đó. Cái nọ tốt kia xa quá, thằng nhỏ nó không dám đi. Này nè. Trời ơi, nó chui vô giò tôi nữa. Trời ơi. Ông ơi. Trời, bắt không kịp nữa không? Ở lâu anh trút vô cái rổ lỡ nó. Đó vậy để cái tặng cái rổ. Ủa con cá trê sao bác? Lấy gỗ trắng. Lấy nó không? Đây. Nó quen là chứ không quen. Ôi ôi. Đây. Đây cả nhà. Đó đó đó. Ủa ôi. Rớt hoàng con. Con nhỏ nhỏ vậy cứ bỏ rồi nuôi cát mình nuôi nó qua. Dạ. Chút này. Cái trê nè, cái trê tôi bắt cái trê nè. Đâu không? Này nè, cái trê nè. À, chui vô hàng không? Được chừng nó à. Quen chứ không quen. Trời ơi, đây có con tôm luôn đây nữa. Ơi, thấy rồi. Không đâu. Nè. Ui, bữa ơi, bữa gắm đôi mấy. Thì bây giờ em biết. Em biết mà. Lấy cây chọc chọc. Có cái trê con đó nè. Ừ. Ôi trời. Lấy cái gỗ quay. Đừng, anh Tư đừng có nói. Nó quen rồi chứ quen gì trên mặt này. Đúng rồi, để chú Năm đi quý ơi. Thôi mình nhường chú Năm bắt á. Đâu chú Năm, bự chú Năm. Ủa. Cái này vàng, cái này trắng. Này còn cắt cái dừa. Còn cái trắng bự lắm. Con này có lóc chạy hả? Ừ, thấy đã hồi nó cạn như thế nó rồi mà chật khổ. Dạ. Trời ơi, có con đó là rầu xong phim luôn. Mà không biết ở đâu chứ. Dạ nó ở xong nè. Ăn luôn nè. Trời ơi, mỏi tay luôn. Tôi đợi tôi bắt cá lóc mà bật hoài cũng được đó nha. Lắm. Rất quen rồi, chứ không quen khó ăn nữa mà chứ. Hoa con lấy điện 220 ăn giật nó à. Bằng tông bự. Con cá lóc cỡ này gì nè. Ghê hả? Ừ, bây giờ hồi sớm thấy rồi, dưới kia mà nó chạy lên. Sao hồi đó quất cái son đầu nó rồi rồi. Ừ. Gió nó tỉnh luôn, mất tỉnh luôn. Con gì vậy? Con kìm lùm trâu. Trời ơi, Tú ơi là Tú. Ui da, trời ơi tôi thoát tay vậy bắt dưới con tôm. Trời ơi. Trời đất ơi, dễ chứ hả em? Cá lóc nó hụt lên trên đó luôn rồi đó. Nó hơi cú vậy nha. Cú vậy nha. Đây trình sâu quá à. Khó mà. Trời ơi, con người quần đó là họ vô mé nở trơn à, vô mé ở trơn ông Năm ơi, nó không vô mình vô. Cái đập ngoài à, nói quần là có loại tôm vô mé đó chứ không, không chứ không phải vô rồi. Trời ơi, chú bắt lòng tâm dễ là mình đó bắt được cá lóc nhưng mà an tâm. Thôi là phải ngồi lại. Bự lắm, bự. Trời, Tú bây giờ nó tàn quá luôn rồi cả nhà ơi. Nước này. Con tàn. Ok.
Cá lóc mới nhảy ra mất tiêu rồi. Đây. Có không? Có lòng tâm trước đi. Ôi. Cái gì vậy? Ôi. Chui vô hang không? Nằm trong góc đó. Ông Năm nói còn con bự nữa. Còn con. Nó phải chui cả nhà. Một cặp. Đâu ấy? Con cá cái chắc mình lớn kìa quá. Đâu, đưa cho coi. Ú. Nó nhảy ra là mình phải bóp cái đầu nó cho chặt cả nhà. Giờ bỏ đâu đó. Bỏ đâu rồi. Mò. Cái này bắt được đó ngày ông Năm đầy đủ luôn cả nhà. Nè. Cái ông nó vàng đỏ lẫn tôm. Có đụng cái gì vậy chú Năm? Đúng rồi bé ơi. Đâu. Đó nè. Đâu. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Cảm thấy nó làm. Để lại em. Ôi ơi. Vô. Nè, cho con nói mà cái nó qua bên đó không xuống đây đâu, từ. Tập nào nữa? Tập đó chú, nó không thấy tôi sợ. Rồi bây giờ mình dễ trà hả chú? Ừ. Hả thôi ông. Bút lên đường đó, đường nào liền liền bút. Ông Năm ông nói ông có mấy cái trà nó chứ tập nữa, tập ui tao nói mày tập nào như tập nấy, tập ơi tiền để đâu chứ. Dạ, tập nó hôm nay rút lại mà nước thì rút đàng hoàng nó ngon lắm. Dạ. Mấy lần không đậu chứ phải đậu. Không phải như bữa hổm phải không? Đậu bữa hổm mà chú cơm chắc lại thôi mà mất hơn nửa ký à. Dạ. Ôi ôi. Bữa đó mình cố tình mình mất thì nó không có ký nào. Dạ. Trời ơi, cái cơm nó nặng cả chục ký. Có lại là Tú nó không có kinh nghiệm đi bắt cơm nó cá. Tú nó đi mò không à? Bước qua cái mương bên kia ở dưới, bước nhẹ trên xuống mình. Rửa hả cháu? Rửa cái mương thẳng qua luôn. Ồ, nè, có cái lu nè. Mười kế đó. Không, vô nhà luôn đi. Hả? Thôi mày rửa nữa. Rửa. Nhà đi. Ừ, nhớ để mai người ta tát luôn không được. Quýt đây cả nhà. Đây là chanh. Trời cái mưa nó thuộc về tuy nã. Nửa xô luôn. Không có nhiều. Rõ rồi không? Oh my god. Ôi. Rớt là tốn nha. Thích vô. Trời ơi. Ôi trời. Ôi trong kia đi. Nó bay không đây là nhảy đây mà. Đây cả nhà. Đó, chúng mình sẽ bỏ lại đây cho chú Năm rộng lại. Hồi chiều nay chú Năm đi bán. Đây, nhìn nè. Cái lợi này. Cái lợi này. Nó lội không? Nó lội đó cả nhà. Trời ơi, hai con tôm này khủng hoảng luôn. Đó. Bây giờ chú Năm kêu nó bây giờ nướng tôm ăn đi. Mấy con nhỏ ăn. Còn mấy con bự này để lại bán. Bây giờ nó bò càng này càng xanh với càng lửa là hai con nào cũng mắc nghe cả nhà. Ôi cá lóc nè, cá lóc này thôi được rồi. Chị Diệu có xem á thì Diệu quá buồn thì chịu nha. Em cũng có đòi đi mà bị quý cản quá nè. Chết rồi chú lộ cũng bỏ trong hộp ớt chưa phơi nè. Dạ. Chứ đâu phải nghe ấy đâu, quan năm thấy mà. Dạ, trời ơi, đây ai mà có câu này kia thì nhớ quê hương á thì sẽ xem lo cơm lấy à, gác bếp miền Tây với Úc Quý Vlog nha. Bây giờ đâu ấy lấy con cá bự ra múc nước á, rồi rửa rồi nó hồi nước trui nó ăn đưa ra tụi cô đâu chú Năm ơi. Hả? Ăn về hoài mẹ đi. Mẹ. Ăn về quá chứ con ra. Chặt ra mày đầu cầu á, chặt cành tre, đang lũi nó vô.
nói cả nhà thấy người miền Tây mình nó phải thật thà chắc phát, nó có bao nhiêu chơi hết cho ta. Còn con này đêm nay ta say với miếng rượu nồng, ta mà không có miếng rượu nào hết. Rồi chú muốn có bia rồi uống nào. Dạ, nhưng mà con thấy cái tấm bản ghi rồi. Không, con nhầm. Rút bản thì... chưa? Không có. Nhà, nhà chú bán rượu mà. Không có cho người nhậu nhẹt. Dạ đi bố. Chú tắm đúng hả? Con đóng cho nó phèo. Chú tắm đúng hả? Đây, bây giờ con kéo. Ôi, lạnh lắm đó ra. Đó, vô vô máy, vô máy. Ra chặt cái tránh cái ủa cái bánh xe nè, vô số lũ cái lốc nước. Rồi rồi. Làm bẫy xỉ vô sao á. Ở giường mà vô. Cá lóc đồng mà nướng chui là thôi ghiền. Giờ mình nướng lửa là mình ăn nha. Đâu vậy? Vậy là má quá rồi, hai qua mấy má đó. Cậu ra được chưa? Còn nướng chui thay vì hồi xưa ta cắm xuống ta nướng rơm. À. Coi xe xe tở cắt cái đó rồi ấy hạ cái này ra bắt gạch lên tôm. Tốt. Đây cả nhà. Cái sông nước nó hữu tình. Tôm ta đem lên ta ngồi ta nướng đó đó bia ta bia ta cứ mãi khui đó chú Năm nói ra tao nghe đây tôm em cái này là phải lộ cậu tới đâu không nhớ cậu cậu biết đường đâu cậu vô. Ôi cậu giỏi quá sao cậu biết hay vậy. Cậu nhớ đường hả? Có gì mà nướng tôm mà ở trên bếp than mà nó đem nó rớt xuống đó. Cái nhà mình sẽ review nhà tôm nướng tối gì không biết ăn mình nói biết ăn thì có cái dĩa không thôi. Dạ ừ. Đấy, không cầm đó. Ừ.
hồi ấy muốn ớt thì dắt chanh rồi đem lên ấy cho bà. Dạ ngon, con thử rồi. Ờ. Chín chưa? Tại chỗ nó mới ngon hơn. Con sợ nó chưa chín đem lên kỳ. Nói vậy như thiệt, không ăn đỡ muốn giấy gì ai bị giấy đây vậy? Không. Ngon không? Tư thử không? Thôi. Dạ ông Nam gỡ miếng giấy cho anh Tư. Gỡ rồi. Gỡ rồi, ông Nam mới đem thùng bia ra của mình nè. Rồi không? Rồi. Kiểu miếng giấy già yếu đó. Giờ gọi sao? Chưa, còn miếng giấy à, còn miếng giấy à. Hồi nữa đi qua bên lấy ái chanh đâm ngớ qua mấy hồ có một chùm chanh thiệt ngon qua quay hái trái qua. Dạ, chùm khoảng chừng ký mấy à. Dạ đó. Dạ, chú Nam được rồi chú Nam. Dạ, lần nữa. Có mà đi vô vài lần nữa không có. Trời, chú Nam không còn cái gì trên cây. Con đi đâu là tàn sát lên đó chú Nam. Cá thấy lửa đã chín rồi, con nãy dòm dòm nãy giờ đã chín rồi đó. Tu chút nữa tu cho thấy lửa chứ. Hả? Tưởng đâu ông mà ông bắt được nó mắc kẹt mà, nhưng mà nó chuối. Mới đầu là nó ở dưới sòng đập á. Cái ông Nam dí xong nó chạy lên. Ai về miền Tây hãy ghé lại kênh Gắt Bếp Miền Tây nha cả nhà, với quý vlog sẽ được thưởng thức những món ngon. Tướng nha, cả nhà thấy con cá đã chín chưa? À, Tú đã nướng con cá thay phiên mấy người từ ông Năm qua tới mình, Tú, chị Diệu và anh Tư mình là người cuối cùng. Giống anh Tú là người cuối cùng. À, đừng có ngồi mông nhem nữa nghe Tú. Chà. Giật tiệc thôi. Đã chưa? Này đâu rồi đấy. Ngồi đi, ngồi đi. Wow. Tao nói nó hoành tráng lắm cả nhà ơi. Sung sung sung. Đây mình sẽ mời cả nhà dùng tiệc với gia đình của chú Năm. Đây, không sai không về. Rồi chúc chú Năm và mọi người ngon miệng nha. Và chúc quý khán giả đang xem kênh Út Quý Vlog và Gắt Bếp Miền Tây một ngày vui vẻ, cuối năm thật nhiều sức khỏe. Rồi chúng ta hãy nâng ly. 1, 2, 3. Vô cậu. Nhấp môi đi, nhấp môi. Ai nâng ly, ai cầm ly, ai uống đi cho tôi mượn cái ly. Vô. Tanh tanh tanh. Trời ơi. Trời ơi, ta nói xuân về hoa mai nở. Đây cái nhà. Đó, tiệc chúc mừng chú Năm đã cho chúng ta đã đi trải nghiệm bắt tôm đó, và cá lóc. Thì cả nhà thấy từ hồi Tết tới giờ mình mới lụm được cái mương tôm này là lớn nhất của chúng ta. Ngon thử rồi. Cả nhà nghe tiếng con tôm nó lọc nó bộp không? Chém vào. Nhọn quá. Quá ngon. Dạ. Cầm ly lên Tú ơi. Rồi chú cảm ơn con luôn. Dạ chú. Dạ. Rồi chú có con cái nữa lần thứ hai. Con Tú không mới có lần hả? Vậy Tú lại rồi đó. Này ăn cái chục con biết khi nào cho đã là. Đây chà. Trời ơi, nghe mệt rồi cậu kìa. Ngồi gạch luôn. Ôi, chị Diệu có lọc ghê không? Đó, ở nhà thấy chưa? Ôi, tôi nuôi không có gì bằng. Ngon lắm. Công nhận cái tự thiên nhiên gì nó cũng ngon hết trơn ha. Thịt nó chắc, tôm nó chắc này kia. Không, chú đây nó hôi, thấy mấy con quá nhại quá thôi mấy con ăn đi. Tôm ngon, tôm thiên nhiên nó ngon. Tôm gai lắm à. Cá này cũng cá rồng gai lắm. Gai lắm, gai không có được. Gai nhai. Ơi. Chú Năm chắc lấy cơm quá. Dạ. Chú Năm ngồi dùng đi chú Năm. Chú Năm ngồi dùng chú Năm ơi. Con cá lóc này nó ngon. Dạ, để cả nhà mình mời cả nhà. Chú đi vòng vòng ra hỏi không còn cái gì.
thấy tụi con thiệt là lắm, tụi con là dứt ra ăn ra đều. Trời ơi, còn gì bằng của chú. Cái đồng nó hết sậy. Đúng rồi. Chú Ngọc sẽ ăn bụng đó. Chắc vậy. Dạ. Nấu tắt cái ruột. Dạ. Nhất nguyên cái khúc này đưa qua bển. Còn cá lóc thì bỏ ruột là mình đứng đòn á. Cái lóc đồng mình nướng không có miếng tâm luôn đó nè. Nó ngọt ngất luôn à. Vậy nhậu biết nào sai hả cậu? Cậu mai rồi đặt giá đỏ. Ngon quá nha ơi. Anh tù nào vợ đâu có biết đâu, hôm nay rót bia luôn cả nhà. Tôi thấy Tú nào giờ chồng tôi có đụng tới cái gì đâu, đúng không? Quá ngon rồi, thầy rồi, rồi bánh tam lọt, rồi ăn nó đã. Nghe coi suy nghĩ lại, mà bây giờ không có cặn bia, không có cặn bia có để coi được suy nghĩ. Ngon quá. Tôm hay da hay gì á? Tôi móc lần móc cái ruột nó nghe. Ồ, mang luôn á chú Lâm. Trời ơi. Không còn gì bằng cá nướng nè. Ôi ôi, ta nói luôn. Đã lại thằng má. Thôi, để cho hai chú nhà luôn đi. Chú của nhà ơi. Con ăn nguyên con này rồi. Nó chỉ gửi cho tầng hai. Dạ không, không biết luôn. Nhưng mấy con không biết ăn. Dạ. Thôi chú ăn cái đó bằng đây. Nó bà là mấy con biết ăn thịt không ạ? Ít ăn quá hả? Xương đồ cũng rành luôn á. Rồi, cảm ơn chú Năm đã cho tụi con trải nghiệm bắt tôm bắt cá. Mà được chú Năm đãi như thế này nữa thì không còn gì bằng. Con thì không biết uống rượu bia thì thôi nhường cho hai bà chị con uống giùm. Này cho gửi lại chứ đừng bớt sáng nha. Dạ. Ôi gửi đàng quá. Đã nói rõ ràng. Đây. Không sao không về nha. Vô. Ngon quá. Rồi cả nhà. Thì kết thúc video, mình chân thành cảm ơn chú Năm đã cho nhóm mình trải nghiệm và cho quý khán giả đang xem ở chương trình của Gấp Chúng Miền Tây và Ông Quý Vlog 1 năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Bye bye, see you again.